Hello, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Trang Cuộc Sống Mỹ và Singapore nha. Hôm nay thì mình sẽ nấu món bún riêu các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với cả nhà là mình nấu bún riêu như thế nào theo kiểu của mình nha. Hôm nay mình nấu bún riêu cua các bạn ơi. Đây là bịch cua của mình đã mua được nè, mua của tiệm Việt Nam á các bạn. Đó, cái này là đậu hũ mình đã chiên rồi ha. Đây là rau, ớt, hành, ngò gai, cà chua. Còn cái này là mình sẽ làm chả, chút xíu nữa mình sẽ làm chả nha các bạn. Tôm khô các bạn mình xay ra rồi, đây là thịt bằm với hai cái trứng. Còn bên này là mình có một cái giò heo thì mình đã luộc và rửa sạch sẽ rồi. Còn bên này là dầu màu điều mình cũng đã thắng rồi. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị xong hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào nấu cái nồi bún riêu của mình ngày hôm nay. Rất là thèm bún riêu cả nhà ơi. Quay cho cả nhà coi hôm nay á, dưa leo của mình nè. Đó. Nó được được 2 3 lá bự rồi ha. Mình sẽ đợi thêm một lá, hai lá nữa đi, 4 lá rồi bắt đầu mình ngắt đọt. Đó. Cái bụi cao má của mình nè các bạn. Bữa nay thấy nó tươi ghê chưa? Cưng chưa? Trời ơi, thích quá đi. Còn đây là mấy cây cà chua mà mình gieo á, nó lên nè. Mình đợi cho nó lớn lớn chút xíu nữa mình sẽ tách nó ra ra từng chậu một á. Đó, đây là bụi hành nè, bụi hành của mình. À, cả nhà thấy cây dưa leo của mình không? Cái này là củ qua nè các bạn, mình gieo quá trời luôn mà sao nó lên có một cái một à. Mình vài bữa mình mua thêm đất xong cái mình gieo thêm nữa, tại vì mình gieo bốn năm hột mà sao nó lên có một cái một à. Còn cái kia là đậu bắp đó, dưa leo ha. Cái này là cà tím nè các bạn, cà chua của mình nè, cà chua nữa này ha. Mình đợi nó lớn lớn chút xíu nữa mình cho tách nó ra. Còn đây là cây ớt ha, bên đây mình hái một ít cái lá ngò gai này xuống mình nấu bún riêu. Mấy cái lá mà héo héo này nè mình hái nó đi, mình xuống mình nấu bún riêu ăn. Hái xong rồi lên cái hát. Mớ này nè, xuống mình nấu bún riêu ha. Ớt nữa nè, ớt quá trời luôn mà ớt trong tủ lạnh mình còn á, cho nên mình không có hái. Trời nắng quá trời luôn. Hái được mớ này xuống nấu bún riêu ăn ha. Vài bữa nữa nó lớn lớn chút xíu nữa mình sẽ tách nó ra. À, cái ban công của nhà mình á là nó có kính cường lực nha các bạn. Đây nè, đây là kính cường lực nè. Bữa Sophia đứng tưới cây á, có mấy bạn nói là không không có kính, không có rào á, nó rất là nguy hiểm. Thì cái này là có kính cường lực đó các bạn. Đó. Ok, bây giờ đi xuống nấu bún riêu. Mưa rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình đi nấu cua nha, mình làm chả cua. Ở trong đây mình có hai cái trứng với thịt bằm với lại tôm khô rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi nấu cua để mình sẽ làm chả cua ăn bún riêu. Đây này, bây giờ mình sẽ cho một ít màu điều vô trong cái giò heo của mình ha các bạn ha, cho nó có màu á. Mình cho một ít màu đều vô trong cái giò heo. Hai cha con giờ trời mưa mình đi lấy dù đi ra đường đứng che mưa dễ thương thiệt chứ. Bây giờ mình sẽ vớt cua. Wow, trời ơi, đã chưa. Mình sẽ vớt một ít thôi, nhưng mình sẽ chừa lại một ít để cho nó có trong cái nồi bún riêu đó các bạn, nó còn lợn cợn cái cua đó. Đó rồi, như vậy thôi. Okay, mình sẽ nêm nếm cái chả này rồi mình đi hấp. Anh chồng mình ảnh ra anh phụ mình nấu rồi các bạn, nấu bún riêu cua nha. Anh đang đứng ở ngoài, mình đang đứng ở trong nhà.
Đó, bây giờ anh đang đổ cái nồi cua của mình vô, cái nồi nước lèo đó. Bây giờ mình sẽ cho mắm tôm vào trong cái chén gia vị này của mình. Mình đi ra mình bỏ vô cái nồi bún riêu của mình. Giống như nấu bún bò Huế là mình không thể nào mà thiếu mắm ruốc đó các bạn. Nói vậy đó. Này, mắm tôm này mình đem từ bên Mỹ qua nha các bạn. Đường phèn, cả nhà nào ăn bột ngọt thì bỏ bột ngọt, còn mình thì mình ăn bột ngọt nên mình sẽ cho vô đây một miếng bột ngọt. Đây là bột canh. Okay, bây giờ con xin chào cả nhà, xin chào cô chú đi, xin chào. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Ok, Daddy làm bánh pizza cho Sophie. Em làm bánh rồi nè. Nè, con làm bánh pizza tiếp đi. Xin mời cả nhà ăn bún riêu. Xin mời cả nhà ăn bún riêu nha. Hôm nay cho chồng ăn bún riêu. Yep. Mẹ ơi, mẹ ơi, con. Trời ơi, cái mùi nước miếng. Mẹ ơi, Daddy xin chào rồi. Daddy xin chào rồi con. Nó kêu Daddy xin chào. Thơm quá. Nhiều nước miếng luôn cả nhà. Mắm tôm. Rau. Rau muống mình tự bào luôn á. Xin mời cả nhà nha. Trời ơi, nó không bóp muốn chết luôn á. Hương vị quê nhà. Ok. Nói theo quê. Ngon quá cả nhà ơi. Trời đất ơi, thèm mà hả? Chờ đợi mình mua được cua đó. Người nấu bún riêu á. Trời ơi, nó dài, cổ nó lâu, thiệt là lâu. Sao con chết rồi mình nè? Không có vui chút nào hết á.
Trời đang mưa các bạn. Giờ đang buổi trưa mà nó vui vậy. Mẹ. Chơi đâu đi. Thơm quá. Tôm khô, cua, trứng, thịt bằm. Mình ăn rau này mình phải trụng. Mình thích trụng. Mình lấy cho anh xã mình cái cục giò bắp. Bắp giò, còn của mình là móng giò. Ngon quá trời luôn các bạn. Chồng mình ăn không có mẹ cảm nghĩ gì hết vậy ta. How do you think about noodles? Many good flavors. Many good flavors. Big variety. No. Con để đây. Để đây rồi con ăn cho Sophie đang nướng bánh pizza cho Sophie. Bữa mình làm bánh pizza thanh long còn không các bạn? Con làm món gì á? Say mommy help me.
qua đã nhã nhã. Mua mận một dĩ mận được năm trái sáu trái mà 3.50 đồng. Yes. Ngọt quá. Ngọt. Hột mận. Được rồi đó. Nữa. Chồng mình kêu mình đem hột đem chồng nữa kìa. Anh thấy mình ham trồng cây quá. Giờ thấy gì cũng kêu mình trồng hết á. Hột mận này chắc trồng 10 năm quá. Nè. Bà chen gì. Hột mận mà đem trồng nó kia có ăn chắc 10 năm luôn. Mẹ. 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 Ok. Nát chiều nói ra đi trả đi mua. Ok. Xong rồi. Sao nhé. Ok, mình xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà ơi. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.